Vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 388, là một cây hải châu lá nhỏ quái luôn nha, đế rễ nôm, cây sống khỏe rồi, mình yên tâm rồi nha. Cái này về mình sang chậu mình nuôi thêm nữa là ok thôi, còn không thì mình để đây mình nuôi tiếp cũng được, không sao cả nha. Rồi cây này có cái hòn ngay chỗ này, mình đo được cái hòn chỗ đây nha, mình đo được là 20, cây cao là 22. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn, 600k bao ship. Đây, cái rễ này nó có một cái nu này rất là đẹp. Cây này mình làm cũng khá là duyên nha. Cây này á, theo mình thì nên nó ngã ngã một tí xíu, cho cái này nó chồm xuống tí xíu. Đó, rồi bắt đầu là cái này nó sẽ tạo cái độ xiên. Đó, thì là cái cây nó sẽ khác đi, cái dáng nó dễ nhìn hơn là thà là trật trật luôn. Đó, ví dụ như cái này nè. Đó, mình xiên qua một cái là mình thấy cái dáng cây nó sẽ khác liền. Đó. Mình hay gọi nôm na là cú lật tiền tỷ cả nha. Nhiều khi chỉ đổi dáng một tí xíu thôi là cái giá trị của nó sẽ cách biệt rất là nhiều. Rồi xin qua cây này luôn nha, 600k bao ship.